Một sinh viên bị thiệt mạng trong khi các cuộc biểu tình chống chính phủ tiếp diễn tại Venezuela, tên tự San Cristobal. Một sinh viên đã bị giết chết ở Venezuela vào tối hôm qua trong các cuộc biểu tình bạo lực mới nhất nhằm để lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro, nâng số người chết trong quốc gia Nam Mỹ bị phân chia này lên đến ít nhất 29 người. Tại thành phố San Cristobal ở phía tây của Venezuela, thường được gọi là nơi sinh ra của phong trào phản đối của phe đối lập Venezuela, anh Anthony Hojas, 18 tuổi, đã bị giết chết bởi một phát súng. Thị trưởng San Cristobal, ông Daniel Ceballos, đã đổ lỗi cho một nhóm vũ trang trung thành với chính phủ cánh tả gây ra cái chết của người sinh viên. Một thành viên gia đình của người sinh viên bị thiệt mạng đã lên án tình trạng bạo lực đang tiếp diễn. Các cuộc biểu tình chống chính phủ Venezuela đang bước vào tháng thứ hai, với những người ủng hộ phe đối lập tiếp tục xuống đường để phản đối tình hình an ninh, lạm phát và tình trạng thiếu hụt thực phẩm và hàng hóa. Những người biểu tình cáo buộc chính phủ của ông Maduro đã sử dụng vũ lực quá mức chống lại những người biểu tình. Nhưng ông Maduro nói rằng các cuộc biểu tình là một phần của một âm mưu được Hoa Thịnh Đốn hậu thuẫn nhằm để lật đổ chính phủ của ông. Đây là tình trạng bất ổn tồi tệ nhất tại Venezuela trong một thập niên, nhưng đã không có bất kỳ dấu hiệu nào có thể buộc ông Maduro từ chức, cũng như đã không có ảnh hưởng đến ngành xuất khẩu dầu quan trọng của đất nước.